So the sky's with you. This is my song. Oh, 지금은 내 시간. Em là một cô gái khá lạ khi tham gia chương trình, tại vì anh thấy là em chủ động trong mọi việc, cách em yêu và cả trang phục của em nữa. Em có thể chia sẻ một tí về bản thân mình được không? Dạ vâng, hiện tại thì em đang hoàn toàn độc thân, cũng được lâu lâu rồi em không nhớ nữa. Lâu cỡ chị Như không cưng? Có chị Như không cưng? Chị già. Xin lỗi. Bạn tới nãy câu cuối là bạn nói là tụi mình là bề trên độ bạn, cho bạn có người có tài có đức. Thì cứ coi mình là bề trên thì đừng liệt em vô. Mối tình gần nhất của em là năm mấy? Năm 2020. Khi cái anh người yêu cũ anh nói là quen người yêu rồi có con, anh thấy em đón nhận cũng khá mạnh mẽ nha. Em tỏ ra thế thôi. À, tỏ ra thôi à? Thế còn bên trong như thế nào thì làm sao mà em thể hiện ra được? Anh muốn biết cái cảm xúc thật của em. Nó đúng là như kiểu cái trần nhà này rơi vào đầu ấy. Đau quá vậy? Rất là đau. Em biết được cái tin đó là em quen với cái anh đó trước hay là em là người đến sau mà em không biết? Em là người đến sau mà em không biết. Nhưng mà trong cái mối quan hệ đó, cái tình cảm của em đặt ở trong đó có nhiều không? Cũng đồng nhiệt đấy, em là người chạy theo mà. Em là người chạy theo cái mối quan hệ đó. Mà thường những người chạy theo thì người ta sẽ hơi chán. Quen nhau bao lâu bạn mới biết được cái tin đó? Một thời gian tầm 8 tháng thì em đã thấy hơi lợn cợn rồi. Nhưng mà em cũng hơi bận nên thôi em cũng tặc lưỡi cho qua, kiểu em là một con người hay kiểu cho qua cho nó xong chuyện ấy. Ủa vậy cho Như hỏi là khi mà quen á, bạn có thường gặp cái người đó không? Em có, và nói chung là giấu rất là giỏi. Cho đến tầm tháng thứ 8 gì đấy thì em mới thấy là ủa hay bỏ đi đâu, xong là hay kiểu lý do các thứ, xong kiểu hay đến trễ. Trực giác mới bảo em là ơ có cái gì đấy hơi sai sai. Là giấu em hơn 8 tháng luôn. Em cũng hơi ngơ ấy, hồi đấy em còn nhỏ. Thì tất cả mọi chuyện em đều giải quyết qua điện thoại. Một cái cuộc điện thoại nó không đi đến đâu ấy, vì lúc đấy em còn nông nổi và em không giữ được bình tĩnh. Em gọi cái tư thế như thế nào? Em gọi theo một cái tư thế là em nghĩ rằng là em chuẩn bị kỹ rồi. Nhưng mà đến khi mà cô ấy là một người khá là bình tĩnh hơn em. Và cô cho em biết em là người đến sau. Cái người mới mà đến sau cái mối tình vừa rồi á, chia tay với em vì lý do gì? Lý do chỉ đơn giản là bọn em không hợp thôi. Chứ bọn em cũng không có một cái gì kiểu to tiếng xích mích với nhau cả. Vạn mối tình chia tay đều là không hợp mà. Thì không hợp cái gì ấy? Không hợp về lý tưởng sau này. Hai người không cùng chung một mục đích. Em thì em không có muốn kết hôn sớm. Anh ta ép em kết hôn sớm. Anh ấy cũng thích cái kiểu mà ổn định. Hồi nãy em có chia sẻ với em là em có 4 số 1 không? Em có 3 thôi ạ. Bạn này có 3 số 1 lại thêm là cung bò cạp nữa. Chị cũng là cung bò cạp nhưng mà chị tới 5 số 1 lần. Wow. Số 1 là gì trong thằng số 1 anh quên rồi. Số 1 nó đại diện cho một cái cá tính, một cái tôi riêng. Cho nên khi mà người có quá nhiều số 1 á thì cái suy nghĩ của họ rất là bị phức tạp. Còn cung bò cạp là một cái cung sẽ hơi kiểu thiên về cảm xúc và tần số một chút xíu. Chị hiểu ý của em là em gặp cái người bạn trai tiếp theo của em, em cảm thấy không hợp, chị cảm giác được là không có hợp về tần số. Là sau khi quen một thời gian rồi á, sẽ có nhiều thứ mà em mong muốn cái người đàn ông đó cho em nhiều hơn là cái mà bạn đó hiện tại đang có. Cô gái nào thì cũng vậy, chàng trai nào cũng vậy luôn. Yêu nhau mà không có hợp tần số với năng lượng, chúng ta sẽ tự tách nhau ra thôi. Câu hỏi cuối cùng thôi, là em mong muốn có được một chàng trai như thế nào mới gọi là phù hợp với mình? Em muốn một chàng trai có đạo đức ạ, có tài. Không quan trọng ngoại hình đúng không? Không quan trọng thu nhập. Như em cũng chia sẻ là em là một người rất là đam mê bộ môn thần số học. Và cả ba người bạn trai của em đều sinh năm 199X. X là một con số nối ở giữa cái bảng thần số đấy. Có cái mũi tên 159 đấy thì đều là những người rất là có chí tiến thủ và có tài năng và quyết tâm với những việc mình làm. Thì nếu như mà có tài năng mà quyết tâm với nó thì sẽ ra tài chính thôi. Ok, anh chúc cho em sẽ gặp được cái người như em mong muốn. Em đã sẵn sàng để bước vào thế giới của nghĩa là ai chưa? Dạ em sẵn sàng. Nhưng mà mình phải tỉnh táo quan sát nha. Mình khép hé hé lại cho người ta cảm thấy bí ẩn xíu. Bí ẩn có tăng quang ra em như chị Như em thấy không? Đâu, chị đâu Như em cũng khép ném lắm chứ bộ. Em cũng có khép giữ ném. Kẻ nhưng mà cái kẻ của em nó bị chè hẻ. Nó bị chè hẻ. Xin lỗi mọi người nha. Mấy chị này sao á. Kẻ nghe kìa dễ sợ quá. Cái chị này em nhắc chị thôi. Đón xem Người Ấy Là Ai lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên HTV2 VTV Channel.
trong tập tiếp theo. Sân khấu sẽ được đốt cháy bằng những màn chào sân cực nhất con mắt. Quá trời ơi! Cùng với dàn cố vấn lầy bất chấp, diễn viên Thả Như, diễn viên Lâm Vĩ Dạ, diễn viên Quang Trung và siêu mẫu Minh Tú. Thế tự nhiên chị ngại ngùng như là một cô gái mới lớn dạ, vậy? Dạ, mình trà tuổi má người ta rồi. Thôi em đi về đi chứ ở đây chi mà bị xài xể quá. Đến chương trình là em cất chồng con ở nhà rồi, mọi người quên là em đã có chồng có con giùm. Đúng rồi, quên đi. Xác sĩ cô ca có này buồn lắm. Họ có những lập luận nghe thì hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Dạ anh ơi, anh có chạy cái xe mô tô của anh tới phim trường không anh? Em ra em kịp có hai cái nón thì là có chủ. Hủy cái nón nữa. Ủa gì kỳ vậy? Cái gì đâu mà người ta tới chương trình cái đầu hử người ta hoài à? Quang Trung tuổi tuất mà. Ta tuổi tuất một chút xíu thôi. Để tôi chết, nói sao mà cuộc đời người ta đi về ngõ tắt luôn thiệt á. Và liệu với sự góp ý nhiệt tình đó sẽ có một cái kết như thế nào? Tôi không tin. Em không tin. Có lật không? Lật đi. Có lật không? Hãy đổi đi mà. Anh là đồ nói dối. Đón xem chương trình Người Ấy Là Ai được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel. Này Khánh Chi rất là lộng lẫy kiêu sa. Và Khánh Chi phải mất bao lâu để làm được mái tóc đó? 2 tiếng. Ôi ôi, dễ thương. Tại vì gặp Trấn Thành nên Khánh Chi phải hoàn hảo nhất trong mắt Trấn Thành. Ok luôn. Nhưng mà lần trước Thành gặp Khánh Chi thì lúc đó là mình còn màu đỏ đúng không? Nhưng mà lần này hình như là màu xanh lá cây rồi phải không? Đã là màu xanh rồi. Vậy thì hiện nay Khánh Chi đang trong tình trạng có tìm hiểu ai chưa? Hay là cần một nguồn cảm hứng lạ trong chương trình Người Ấy Là Ai? Khánh Chi cũng cần một nguồn cảm hứng lạ nên hôm nay mới đến đây nè. Kế bên đang có hai chàng thanh niên có vẻ độc thân. Hai món này ngon nhưng mà nhiều người thích ăn nên Khánh Chi sẽ chọn món khác. Vậy hả? Để tôi thử khai thác hai món này coi Khánh Chi có hợp khẩu vị không nha. Ok, Võ Tấn Phát, lần đầu tiên đến với Người Ấy Là Ai em cảm thấy thế nào? Thứ nhất là em rất là vui, đây là một cái chương trình mà em đã theo dõi tới tận mùa thứ tư thì mới được mời. Và sau vài giây vui đó thì em có một cái áp lực nhỏ nhỏ. Tại vì kinh nghiệm tình trường của em nó rất là mỏng á. Chưa chắc. Sao chưa chắc? Nhiều khi mỏng mà nhiều khi chọn thì dính sao? Em như là tấm chiếu mới đó, chưa có trải nhiều á chị. Những cái tấm chiếu mới chưa trải nhiều khi á chọn nó chính xác hơn những cái tấm chiếu mà dày. Chiếu mới chưa trải ra mà trải ra cái nó ngồi luôn không đứng dậy. Này nói luôn, Khánh Chi cũng mùa này mới được mời đó. Nhưng mà hiện nay là đang tình trạng gì, xanh hay đỏ ạ? Dạ thì em cũng trải chiếu sẵn dơ bản màu xanh. Hay quá. Một tấm bản màu xanh để Khánh Chi có thể suy nghĩ nha. Gu của em là một người như thế nào nè? Cái gu của em phải là cái người mà mình cùng cảm xúc. Và đặc biệt là em không thích ngoại hình lắm. Em thích vẻ đẹp của cái sự thông minh. Ok, vẻ đẹp về tri thức. Là đeo mắt kính đó ha. Để chị về chị mua cái mắt kính chị đeo nha. Thế còn Kim Tuấn Kiệt thì sao? Hiện nay là đang xanh hay đỏ à? Nữa. Sao phải phân vân vậy? Màu đỏ thì em rất là thích. Mà xanh xanh đỏ đỏ thì nó vui vui anh. Không không lập lửng quá. Hiện nay là bạn này đang bị mà gian gian diêu diêu mập mờ. Bữa nay là mập rõ chứ không mập mờ nha. Hôm nay dám đưa màu xanh lên không? À, hỏi câu tiếp theo đi anh. Ai cũng phải dơ bản rồi nè. Thằng nhỏ có vẻ quýu rồi. Dạ. Chúng ta hỏi bị gu đi. Gu của em là một người như thế nào? Thì em thích phụ nữ vững chạc, chín chắn, quyến rũ và thông minh. Em nói sao giống chị quá vậy? Rồi em làm chị mới suy nghĩ lại rồi. Hồi nãy mới nói không ngon miệng, bây giờ thì lại suy nghĩ lại rồi.
Jun Vũ hình như cũng lần đầu tiên tham gia Người Ấy Là Ai đúng không? Vâng, đây là lần đầu tiên luôn ạ. Thiệt luôn hả? Là ba anh em mình luôn á. Dạ vâng ạ. Ok, như vậy thì em đã xem chương trình này chưa? Em có yêu ghét gì, góp ý luôn để chương trình biết đường thay đổi nè. Thì ngày hôm nay thì em đến đây xin phép được cùng hồi hộp với bạn nữ chính. Tại vì là để chọn một cái người chính xác cho bạn thì nó là một cái áp lực rất là lớn. Và em nghĩ là ai ở đây cũng sẽ cảm thấy thế. Thì hôm nay em hồi hộp cùng bạn. Em muốn hồi hộp cùng nữ chính hay em muốn thử cảm giác hồi hộp của nữ chính? Dạ cùng nữ chính được rồi. Anh sao? Hồi nãy Dương Vũ ngoài có nói với em á là Dương Vũ ngày xưa lúc còn đi học á, mai mối cho đứa bạn xong là tiện đứa bạn thích Jun Vũ luôn. Mình kể cái đó ở đây là nữ chính không có nghe em nữa đâu. Người ta nói giới thiệu mà không thành á thì bắt đền bà Mai. Ok, ngày hôm nay bốn người cũng ráng chọn giùm người ta chứ đừng chọn cho mình nha các bạn nha.